Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag, Manchester United phải đối mặt với nhiều vấn đề hàng thủ do chấn thương, buộc họ phải sử dụng trung vệ kỳ cựu Johnny Evans từ đầu trận. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, cầu thủ 35 tuổi này được giao nhiệm vụ đá chính cho Manchester United, và anh đã chứng tỏ mình không hề là một mắt xích yếu đuối của đội bóng. Ngay từ đầu trận, Evans đã thể hiện sự ổn định và kinh nghiệm của mình, giúp Manchester United duy trì sự an toàn phía sau và tránh bất kỳ sai lầm nào. Không chỉ vậy, anh còn góp phần quan trọng trong việc tạo ra bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phút 45 của trận đấu, Johnny Evans thực hiện một pha kiến tạo xuất sắc cho Bruno Fernandes. Từ vùng giữa sân, Evans thực hiện một đường chuyền chính xác bằng chân trái, tạo điều kiện cho Fernandes xuất điểm vô lê tung lưới Burnley. Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng cho Manchester United mà còn khiến Evans được ví như một phiên bản Paul Scholes, một trong những huyền thoại của câu lạc bộ. Bàn thắng này cũng gợi nhớ đến pha phối hợp đỉnh cao giữa Wayne Rooney và Robin Van Persie trong mùa giải năm 2012 đến năm 2013, mùa gần nhất mà Manchester United đăng quang ở ngoại hạng Anh. Pha lập công của Fernandes cùng với sự xuất sắc của Johnny Evans đã giúp Manchester United giành chiến thắng mặc dù họ kiểm soát bóng và số đường chuyền kém hơn so với Burnley. Trước đó, ở giữa hiệp 1, Evans đã có cơ hội ghi bàn cho Manchester United khi anh đánh đầu từ quả phạt góc của Cesare Gallant. Tuy nhiên, bàn thắng này đã bị va hủy bỏ do một tình huống việt vị và cản trở thủ thành của Burnley. Cùng với sự xuất sắc của Johnny Evans, một điểm đáng chú ý khác trong đội hình xuất phát so với trận thua trước Bayern Munich giữa tuần là sự tham gia của tài năng trẻ Hannibal Mabry. Tiền vệ 20 tuổi này đã mang đến năng lượng mới ở tuyến giữa, giúp Manchester United triển khai tốt thế trận phòng ngự phản công trong hiệp 2. Mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng và số đường truyền không nhiều, Manchester United đã có màn trình diễn xuất sắc nhờ sự tỏa sáng của Johnny Evans và bàn thắng quý giá của Bruno Fernandes giành chiến thắng trước Burnley.